Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Thì những ngày qua thì về chuyện từ thiện của các nghệ sĩ, các hài sĩ cũng đã nổi đình nổi đám. Thì vừa qua thì bà Phương Hằng cũng đã nêu tên một số nghệ sĩ đứng lên để mà kêu gọi sao kê. Thì trong đó thì Mr. Đờm thì đã chưa có sao kê, nhưng mà đã thách đố về Kim Cương. Còn Thủy Tiên thì cũng rụt rịch. Bây giờ hiện tại thì cộng đồng mạng đã đưa lên những cái thông tin về cái tay số tiền sao kê hiện tại của cô. Và đây là những cái bằng chứng mà sao kê trên mà giấy tờ mà của ngân hàng được đưa trên đây. Và qua đó thì cũng trên cộng đồng mạng thì có một bạn chia sẻ đó là tên Trần Bớt, mình sẽ ghi ở trên đây, mình sẽ đưa thông tin lên đây cho quý vị khán giả cùng xem. Các bạn khán giả đó, thông tin này là của bạn Trần Bớt nha, ở Facebook. Thì các bạn nêu ra thì là số tiền là trên lệch, số tiền giữa Thủy Tiên công bố ra là có sự là trên lệch là 42 tỷ 26 triệu đồng nha các bạn. Đó, 42 tỷ là được công bố. Thì các bạn cũng có một cái trạng thái ghi cảm xúc như thế này: thì chào tất cả, lại là cũng đây, bài lần trước rất nhiều bạn mong muốn mình sẽ bóc tiếp chị Tiên gian dối, nay tôi chiều các bạn đây, vào việc luôn. Các bạn nghĩ sao? Chị Tiên sao kê ra thì chúng ta có tìm được sự sai sót gì so với bản xác nhận tóm tắt của ngân hàng ghim ở đầu trang chị từ tháng 11 năm ngoái không? Đó. Và kính thưa các bạn, thì đây là những cái sao kê trên của ngân hàng và thông tin được đưa ra từ bạn Trần Bước, bạn Quân, tên bạn thường gọi là bạn Quân, thì cũng đã đưa ra những cái hóa đơn sao kê cho chúng ta cùng xem. Đầu tiên là một cái hóa đơn, một cái bản sao kê tổng về cái quá trình của cô Thủy Tiên hoạt động từ hồi năm ngoái tới bây giờ ha. Thì đây là toàn bộ là ba đợt. Đây là những cái trang, những cái mà bằng chứng các bạn. Đây là những cái sao kê. Đó, đây là những cái sao kê, chút xíu mình sẽ phân tích từ từ nha các bạn. Rồi. Đây mình sẽ phân tích từ từ cái cho các bạn xem ha. Là cũng mười mấy trang đó, 17 18 trang gì đó. Thì đây mình sẽ sao kê từ từ cho các bạn xem nè. Được chia làm 4 đợt. Đó, được chia làm 4 đợt ở trên đây, các bạn cùng xem với mình ha các bạn. Thì đợt thứ nhất từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 10. Đó. Thì số tiền chị phát tiền chung với hàng hóa mì tôm sữa nên chúng ta không soi được. Tổng cộng là 2 tỷ 67 triệu đồng. Đó, 27,67 tỷ. Tổng cộng là 2,67 tỷ. Rồi đợt 2 thì với số tiền là chị rút ra 6 lần vào 26, 27, 28 và 30. Thì cái số ngày á, ngày từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 thì tổng số tiền rút ra là 77 tỷ đồng các bạn. Còn cái số tiền mà chị sao kê là 93 tỷ 263 triệu 500 ngàn đồng. Thì sự chênh lệch đây thì là 16 tỷ 263 triệu 500 ngàn đồng. Đó. Cái số tiền chênh lệch rất là lớn nha các bạn. Cái số tiền chênh lệch ở đây là rất là lớn. Rút ra 70 mấy tỷ mà báo cáo là 90 mấy tỷ. Đó là cái số tiền chênh lệch đây, cái mười mấy tỷ đó đi đâu các bạn? Mười mấy tỷ đó ở đâu ra? Trong khi đó rút có 70 mấy tỷ mà chi ra được 90 mấy tỷ, chắc mượn ở đâu ra mà mười mấy tỷ? Đó, thì vào cái đợt 2 các bạn. Còn vào cái đợt 3 thì từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 6 tháng 11 gồm Nghệ An, Quảng Trị đó, và 4 xã ha. Thì chị phát tiền từ thiện thì 9 tỷ, tổng là 30 tỷ 955 triệu đồng. Và tổng số tiền là 40 tỷ
9 tỷ trên với cộng với 9 tỷ mấy trên với 30 tỷ 955 triệu á, tổng số tiền là 40 tỷ 164 triệu đồng. Và số tiền chi rút là cũng là 35 tỷ. Rút ra 35 tỷ mà chi ra là 40 tỷ thì trên lệch đây là 5 tỷ các bạn. 5 tỷ. Tức là các bạn hiểu sao không? Tức là rút ra chỉ là 35 tỷ thôi, nhưng mà ở trên đây á, số tổng chi ra là 40 tỷ. Đó. Tức là không biết chỉ ở đâu chỉ mượn ra được tiền mặt là mấy tỷ đó. Lần thứ hai á, thì được mười mấy tỷ. Đó, không biết chỉ mượn ở đâu ra mười mấy tỷ. Và lần thứ ba á, là cũng là 5 tỷ. Đó. 5 tỷ 164 triệu. Đó. Vào đợt thứ tư thì ngày 19 đến ngày 22 tháng 11 nó Quế, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Mình ở đây mình sẽ tin tóm tắt và mình giải thích cho các bạn khán giả ở đây được biết là gì, cái số tiền này như thế nào. Tất cả những cái thông tin trên đây thì nó có ghi rõ trên đây, các bạn đọc và các bạn cùng phân tích với mình ha. Đó. Thì cái lần 3 này á, lần 3 này thì về chị nè. Chị rút á, chị rút là 63 tỷ nè, 63 tỷ mà. Và tổng á, tổng tiền mà chị chi ra là có 45 tỷ thôi. Tức là còn mười mấy tỷ, 17 tỷ 929 triệu đồng. Đó. Tức là chênh lệch là 17 tỷ 929 triệu đồng. Lần thứ tư này á là rút ra 63 và chi á là 45 tỷ. Đó là chênh lệch mười mấy tỷ. Tức là chị rút 63 tỷ, chị chi ra 45 tỷ là còn dư lại 17 tỷ. Đó, 17 tỷ 929 triệu. Đó. Và đây là cái đợt những cái nơi, những cái thời gian địa điểm mà chị được đưa ra ở trên những đợt mà chị đi từ thiện nha. Nó có ngày giờ ở đây luôn các bạn. Đó, ngày giờ ở đây luôn. Đó, các bạn cùng xem chi tiết ha. Rồi. Đó. Ở đây thì cái hình này á, cái hình này thì chúng ta thấy không, ngày 27 tháng 10 nè, chị mới ra Hà Tĩnh, nhưng ngày 26 tháng 10 chị đã rút 3 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh, không biết để làm gì. Đó. Và cái số tiền ở đây thì mình cũng ở đây thì chúng ta cũng được khoanh trò ở đây là 3 tỷ nè các bạn, vào ngày mấy tháng mấy ha, là ngày 26 á. Rồi đã rút trước rồi. Và 27 chị mới ra Hà Tĩnh nha các bạn. Đó. Tiếp theo những cái số gạch đây ha, đợt hai này chị rút tiền là 6 lần nè, những số gạch đây là chị lúc là chị rút tiền ha. Đó, rút 6 lần là hết 77 tỷ nè, chi hết 93 tỷ nè. Đó, không biết dai của ai mà được hơn 16 tỷ, ứng trước 16 tỷ. Đó là cái đợt hai mình ghi ở trên, tổng ở trên đó các bạn. Đây là cái này là cái số tiền chi tiết. Cái bảng đầu tiên là mình đưa là cái bảng tổng thôi, bảng này là bảng chi tiết nè các bạn. Đó, đây là những cái bảng tổng thôi, còn chút xíu là chừng nữa là sao kê ra là một mớ là giấy lộn là nhiều lắm đó, mấy cái giấy lắm đó. Ở đây thì chi ra nè các bạn, đó ghi ra nè, đợt hai nè chị phát tiền cho Hà Tĩnh là Quảng Bình và một phần ở Hải Lăng là Quảng Trị nè, tổng là tiền là 393 tỷ nè, nhưng rút ra 77 tỷ nè. Đó, vẫn đủ trang trải hết, có gì sai sai đó, quý vị cùng đọc ha, quý vị cùng phân tích với mình ha. Đó, cái số tiền ở trên đây và cái số tiền ở dưới đây đó, khi mà báo cáo ra thì nó chênh lệch rất là nhiều các bạn. Đó, tiếp tục lật ra nè, lấy móc là rút ra 15 tỷ nè cho Nghệ An nè. Đó, rút ngày 3 tháng 11, sau đó nghỉ ngày ở Hà Tĩnh, nhà chia tay Hà Tĩnh nè. Đợt 3 thì rút tiền 4 lần 35 tỷ chi ra 40 tỷ, giống đợt 2 thì không biết dai bạn bè ở đâu ra được 5 tỷ nữa. Đó, một ngày rút tiền anh ở trang 4 rút qua thấy liền. Đó, đây là số tiền nè.
các bạn coi đi, các bạn cùng phân tích với mình ha. Đó, đây là số tiền, đây là tiền rút lần thứ tư nè các bạn. Đó, đợt 3 nè. Đợt 3 nhé, tính luôn. Rút lần thứ tư ở đợt 3 nha các bạn. Đó. Được khoanh ở đây ha. Rồi. Nhờ đợt 4 nè, nó chúng ta được ghi ra nè. Trong 2 ngày thì 19 và ngày 20. Ngày 20 tháng 11 thì chỉ rút tiền mặt 63 tỷ nè. Đó, nhưng cho 3 tỉnh chỉ có 45 tỷ thôi. Đó, mười mấy tỷ kia đi đâu? Đó, đợt 4. Còn đây á, đây là cái giấy biên nhận biên bản nè, giấy biên bản nè, từ do quản trị nè, thì nó có gì đó sai sai ở đây các bạn. Thường thường á, thì cái biên bản mà xác nhận hỗ trợ hậu quả thiên tai á, thì có một cái thư ký và một cái số mà nhân vật nữa, mà trong đây ghi là bên hồi nhận hỗ trợ thì chỉ có một người thôi, đó là anh Đào Mạnh Hùng nè. Đó, có một cái mộc rồi các bạn. Đây, cả tỉnh quản trị có một tờ giấy xác nhận chung, không biết người nhận chức vụ gì. Đó là không biết chức vụ gì luôn. Biên bản lập thời điểm xảy ra, nhưng chị phát ở quản trị ngày 31 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11, mà tới tháng 12, ngày 12 tháng 11 mới lập ra. Lúc này chị An đang ở quận 7. Đó, tức là cách nhau mười mấy ngày các bạn. Rồi, tiếp tục vào ngày 12 tháng 11 ha. Tháng 11 chứ ở quận 7 nè, chị phát ở Quảng Bình. Đó. Đó, đây là những thư cảm ơn ha. Ngày 13 tháng 11 chị ở quận 7, chị phát ở Quảng Bình. Ngày 28 đến ngày 31 tháng 10. Đó, các bạn coi ha, thấy có gì đó nó lấn cấn ở đây các bạn. Thì đó là những cái sao kê trước mắt là chúng ta thấy, thì đơn giản thì đó là những sao kê giấy tờ, và so sánh lại cái tờ giấy A4 của chị ghi á, thì thật hoàn toàn là nó cũng không có dạng như đồng quá các bạn. Nó trên lệch rất là nhiều. Thì chút tiền của chúng ta ở đây là phân tích là bực 42 tỷ. Thì trong khi mà phát tiền á, phát những mà hộ bên kia thì chính quyền người ta cũng đâu có, khi mà lúc đưa ra, ví dụ mà dạng như ví dụ mà đưa ra 100 tỷ đi hoặc 10 tỷ đi, thì đưa ra là thì tiên là chỉ nói là 10 tỷ hoặc 100 tỷ thôi, chứ ai mà đâu mà ngồi đó mà kiểm, đâu có bên mà quỹ ban hay là những bên tổ chức khác thì đâu có ai mà có quyền đâu mà kiểm số tiền đó như thế nào. Chỉ khi mà chỉ xong á, chỉ về chỉ phát xong chỉ đưa ra số dư để cho người ta coi đó, để người ta nhận ra là người ta đếm chính xác là số tiền còn dư nhiêu vậy thôi, chứ đâu có biết là trong khi mà chị đưa ra chị đi á, chị đem đâu nhiêu tiền đâu. Chị nói 100 tỷ thì ở đây dân chúng chỉ nghe 100 tỷ thôi, đó là chị lúc nào chị đưa ra vài người thôi, chứ đâu có đưa hết đâu quý vị biết. Đó, ở đây chúng ta coi là chúng ta chỉ coi ở trên mà cái tờ giấy mà cái biên bản chính thức của ngân hàng, chứ chị kê ra là như vậy là chênh lệch quá là nhiều, rồi 40 mấy tỷ. Nếu mà thật sự là số tiền 40 mấy tỷ thì chúng ta biết như thế nào rồi đó các bạn. Chúng ta có nằm mơ hay là chúng ta có tưởng tượng ra số tiền đó thì cũng thật sự là nó không có thể nào mà chúng ta tưởng tượng được. Đó, đó, nhiều ví dụ đó. Thêm ví dụ mà dạng lùm xùm với ông mà trưởng ấp trưởng thôn gì ở huyện nào đó, thì mình thấy cũng nó cũng rất là buồn. Nhưng khi người ta thấy cái sự việc đó như thế nào, người ta nói này kia thì bị chị
nạt nộ, bởi vì cái số tiền đó, số tiền chị đưa ra, chị đưa ra nhiêu rồi chính quyền không biết đâu, chị báo nhiêu thì chị ghi nhiêu rồi bên dạng như bên mặt trận Tổ quốc, bên ủy ban thì người ta chỉ xác nhận cho chị thôi. Thì chị nói chị làm từ thiện 100 tỷ thì người ta cũng biết là 100 tỷ thôi, chứ chị người ta có biết là chị có đưa người này bút 100 nhà này là đúng 100 tỷ không đó. Như vậy 1000 nhà ví dụ một người thì bao nhiêu tiền người ta có biết đâu, ta chỉ chỉ báo ở đây là chỉ xác nhận ở đây thôi, người ta chỉ biết vậy thôi, còn cái chi tiết thì ai biết được. Và báo với các bạn luôn là ngân hàng nó chỉ xác nhận tiền ra tiền vô thôi, chứ nó đâu có biết mà cái số tiền mà các bạn khi mà các bạn rút ra các bạn làm chuyện gì ngân hàng nó đâu biết được đâu. Đó là cái lỗ hở của cái gì, cái vụ mà sao kê từ thiện này các bạn. Trước mắt thì chúng ta thấy rồi, nó chênh lệch rất là nhiều rồi, trong những cái bảng đó là chúng ta thấy là nó chênh lệch rất là nhiều rồi. Thì những ai mà có cái kiểu mà dạng như là có cái tầm nhìn, có cái hiểu biết á, ở đây thì mình cũng không có hiểu biết chuyên sâu về cái vấn đề này đâu, mình chỉ đưa lên mình phân tích cho các bạn nghe về cái ý kiến của mình thôi đó. Còn cái quý vị khán giả nào mà những cái mà cán bộ, những cái mà các bạn mà chuyên viên, những cái bạn mà chuyên làm từ thiện, những cái anh chị nào mà cô bác nào á chuyên môn á, thì cùng gửi lên và cùng phân tích với ý kiến, đưa lên bình luận ở dưới để cho chúng ta cùng hiểu biết thêm. Tại vì ở đây thì mình là người khách quan, mình chỉ nêu quan điểm của mình thôi, còn cái chuyện mà chuyên môn pháp luật á thì để cho những cái cơ quan khác đánh giá. Ở đây mình chỉ đưa thông tin cho các bạn và đưa cái đi quan điểm phân tích dạng là khách quan thôi đó. Riêng về bản thân mình thì chỉ phân tích về cá nhân của mình thôi, còn quý vị theo cái kiến thức quý vị ở đâu quý vị biết thì quý vị cùng chia sẻ với em nha. Đó là những cái lời, những cái chia sẻ, những cái phân tích của em trên cái câu chuyện này, cái drama này. Thì đó là trước mắt đó, là hiện tại quý vị đã biết là đó là những cái sao kê của cô Thủy Tiên đó, chia sẻ dùng cho cộng đồng mạng biết đó. Tiếp tới đó nhiều nhân vật nữa đó, với ai không? Anh Đờm đó, Hờ Lờ 14 thì trốn luôn rồi, mấy tháng nay trốn luôn rồi. Còn nhiều lắm, A Xìn nè, bố đời rồi nè đó, nhiều người lắm, từ từ sẽ được lôi ra. Giờ mình cũng xin mà nêu lên một những cái người mà làm từ thiện đàng hoàng á, chẳng hạn như là anh Quyền Linh nè, chú Quyền Linh nè đó, từ làm từ thiện kiểu đó đi đâu ai đâu nói, minh bạch, tự tiền túi mình bỏ ra hoặc là tự mình vận động này kia, bà con tự mình đi làm, ai đâu mà nói, ai mà kêu mà sao kê. Còn những cái mà như là anh Lý Hải nè, Lý Hải Minh Hà nè, mới đây nè đó, hỏi mấy anh chị đó sao kê, sao người ta không thắc mắc đó. Quý vị có đồng cái suy nghĩ giống em không đó? Chúng ta bây giờ chúng ta làm gì á, cộng đồng mạng biết hết á, cộng đồng mạng thông minh lắm, khán giả thông minh lắm, trời ơi, làm gì mà phải để mà đưa ra rồi đợi nhắc tới nhắc lui, rồi dạng như là làm ăn không được, bí lối hết trơn rồi, bây giờ mới lên công khai đưa ra đó, nuốt không trôi rồi. Còn cái chuyện mà bây giờ á, mấy cái người đó bây giờ là sau này chắc khỏi đi diễn luôn các bạn ơi, khỏi đi diễn luôn, biết ra những cái gì sự thật này chứ thế này, khỏi đi diễn luôn, cộng đồng mạng tẩy chay hết rồi. Bây giờ thì đó là cái những cái mà chia sẻ của em, thì quý vị có thấy cái gì mà nó muốn chia sẻ thì các bạn cứ để lại bình luận dưới ha. Rồi nhớ đăng ký kênh của em, thì nếu có cái gì mà chia sẻ thì em cũng chia sẻ tiếp cho quý vị khán giả cùng xem ha. Rồi bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.